Đoạn xin kính chào bà con nha. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn bà con cái những cái lưu ý khi mà mình ấm dịch con một tuần tuổi trong cái tháng 11 và 12 âm lịch này, thì thời tiết hơi lạnh, bà con cần lưu ý những cái vấn đề sau để mình ấm con dịch cho hiệu quả ha. Thì đối với chuồng ấm á, thì một mét vuông bà con ấm được một khoảng 100 con vịt con ha. Còn cái chuồng ấm này của mình là bề dài 2,5 m, bề ngang 1 m, thì ấm được khoảng hơn 200 con. Đó, bà con lưu ý là chuồng ấm là mình phải che chắn gió ha. Và mình ấm ở trong cái nơi nào mà che nắng che mưa được. Chứ nhiều bà con ấm thì mình thấy để không có che nắng che mưa thì khi đó con vịt nó sẽ bị lạnh và bị rút ha. Rồi, đó là về lưu ý về chuồng ấm. Còn lưu ý tiếp theo là về cái bóng đèn ấm. Thì đối với bóng đèn ấm thì bà con nên sử dụng cái loại đèn sợi tóc, dây tóc 60W này ha. Hoặc là bà con sử dụng cái đèn ấm chuyên dụng cho gà vịt. Loại đèn ấm này thì ở ngoài cửa hàng thú y hoặc là những nơi bán dụng cụ chăn nuôi, bà con tìm hỏi và mua về ha. Không thì bà con sử dụng đèn tròn sợi tóc 60W. Thì cứ 100 con thì bà con sử dụng một bóng đèn 100W như thế này. Đèn này thì bà con nào ở xa không có điều kiện mua được thì có thể đặt giống và liên hệ mình mua giùm luôn cho. Thì giá nó tầm khoảng 60-70 ngàn. Mình đi thị trường thì thấy nhiều bà con ấm gà vịt rất là sơ sài. Bà con mua con vịt giống 20 mấy ngàn được mà lại không sử dụng đèn ấm chuyên dụng, mà bà con lại sử dụng đèn cà na hoặc là bóng đèn trắng thì nó không có đủ nhiệt nên con vịt nó dễ bị lạnh ha, dễ bị thương hàn và tiêu chảy phân xanh phân trắng. Rồi đó là lưu ý về đèn ấm. Khi bà con ấm thì bà con có thể là đậy một cái manh ở trên như thế này, đang mình giữ cái nhiệt lại cho cái nhiệt độ nó không bị loãng. Đậy thì bà con nhớ chừa cái không khí để cho nó thoát hơi ra ha, chứ mà bà con đừng có đậy kín hết nha. Còn lưu ý thứ ba là về cái bình uống nước. Bình uống nước thì bà con nhớ là sử dụng loại 1 lít hoặc 2 lít này thôi. Đây là bình 2 lít ha. Thì bà con pha thuốc ấm thì đối với 100 con thì bà con pha nửa bình thôi. Còn bà con sử dụng cái bình uống nước 5 lít thì nó to quá. Cái rãnh này nó rất là lớn thì con vịt nó nhảy vào được nên con vịt nó bị ướt và bị lạnh. Bà con lưu ý là sử dụng bình 1 lít hoặc 2 lít thôi nha. Để tránh tình trạng là con vịt bị ướt ha. Còn về máng ăn á, thì bà con sử dụng loại máng ăn dài hoặc là loại máng ăn này có cái rãnh đựng vịt ăn nhưng mà không cho vịt trèo vô. Nếu mà vịt nó trèo vô thì nó sẽ ra phân ở trên thức ăn, thì như vậy thì cũng không tốt cho hệ tiêu hóa của con vịt. Thì những cái dụng cụ này bà con ra chỗ bán hoặc những cái dụng cụ chăn nuôi họ bán rất là nhiều ha. Bà con chọn cái loại mà con vịt làm sao cho con vịt không có đi phân trên thức ăn được là được. Thì còn dưới sàn ấm thì bà con lót rơm hoặc trấu ha. Thì mình thấy tốt nhất là rơm, tại rơm thì nó sẽ giữ ấm cho chân và bụng, con vịt nó không bị lạnh bụng. Thì đó là vài cái lưu ý quan trọng của cái khâu ấm vịt một tuần tuổi.
Trong cái chuẩn bị vô mùa lạnh tháng 11, tháng 12 âm lịch này thì bà con có cái những câu hỏi hoặc là yêu cầu mình làm cái video gì thì bà con có thể để comment bên dưới, mình sẽ tìm hiểu và làm video để giúp bà con. Lá Phi Đoàn xin cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của bà con thời gian qua cho là Lá Phi Đoàn ha. Chào bà con.